Một của khỉ con. Mẹ ơi, mẹ ốm thế này rồi thì ở nhà đi ạ. Không được đâu, mẹ phải đi. Nhà mình chẳng còn gì để ăn nữa rồi. Hai hôm liền con chưa được ăn bữa nào no bụng rồi. Mẹ đang ốm vậy, con không thể để mẹ ra ngoài được. Lần này con sẽ đi mẹ ạ. Xin mẹ hãy tin tưởng ở con. Nhưng chân con như vậy, làm sao có thể trèo cây hái quả được? Sẽ rất nguy hiểm. Không sao đâu mẹ, nhất định con sẽ tìm được cách. Wow, nhìn đã chín chưa kìa, tuyệt quá đi. Ây da, của tôi, của tôi. May quá, có quả rơi ngay dưới đất cho mình này, đỡ phải leo lên cây rồi. Của tôi, của tôi. Này, cậu ta không lấy quả to mà lại nhặt quả bé kìa. Có phải cậu ta bị ngốc không? Xem kìa, cậu ta có một cái chân bé tí tẹo. Chân bé tí, não cũng bé tí luôn. Đúng là đồ ngốc. Phải thử cậu ta thì mới chắc được. Đúng đấy, thử đi. Này cậu kia, chào các bạn. Tớ có hai trái này, cho cậu một trái. Cậu chọn trái nào? Tôi chọn trái này. Đúng là cậu ta ngốc thật mà. Buồn cười quá đi mất. Thử lại một lần nữa nhé. Trong hai quả này, cậu chọn quả nào? Quả này. Sao lại có đứa ngốc nghếch thế cơ chứ? Mẹ ơi, mẹ ơi, con về rồi. Mẹ xem con kiếm được nhiều trái cây chưa này. Mẹ ơi, mẹ ăn đi cho chóng khỏi ốm. Ôi, sao con kiếm được nhiều thế? Con của mẹ giỏi quá. Nhà cậu ta đây này, gọi cậu ta ra đi. Khỉ con ơi. Ồ, tớ đây, có chuyện gì thế các bạn? Tớ cho cậu một trong hai chùm này, cậu chọn đi. Mình thích chùm này, thích chùm này. Đấy, thấy chưa? Đúng là khỉ con ngốc nghếch, ngốc quá. Ôi, cậu đúng là đồ ngốc. Bạn khỉ còi đây rồi. Chào hai bạn thỏ, các bạn tìm tôi ư? Để xem nhé. Chúng mình cho cậu một củ đấy. Cậu chọn củ nào? Mình thích củ này. Đấy, đúng là ngốc mà. Buồn cười chết mất. Tôi đến nhà khỉ con rồi. Đúng là cậu ta ngốc lắm. Cậu ta chọn cây bắp cải nhỏ chứ. Tớ không tin trên đời lại có kẻ ngốc như thế. Tớ phải đi hái quả để thử cậu ta thì mới tin được. Cho bạn một chùm đấy. Bạn chọn đi. Thấy chưa? Giờ thì các bạn tin chưa? Chúng tớ cũng có trái cây cho cậu này. Cậu thích trái nào? Ra là ngốc thật. Sao lại đi chọn củ bé chứ? Quả đúng là cậu ta ngốc thật. Cậu ấy đúng là ngốc nhất khu rừng này. Mẹ ơi, ăn tối thôi. Khỉ con à, rõ là trái to ngon hơn. Sao con cứ thích trái bé? Để các bạn cười nhạo là khỉ còi ngốc nghếch như vậy hả con? Mẹ ơi, các bạn cứ cười con ngốc, nhưng các bạn ấy mới là kẻ ngốc. Sao lại thế? Mẹ nhìn xem, họ ngốc vì nghĩ con là kẻ ngốc, nên mới kiếm về cho mẹ con ta bao nhiêu là thức ăn thế này. Con chẳng cần mất sức đi tìm nữa. Con của mẹ thật là thông minh. Quả đào đá. Chuyển la. Chắc đây là sói rồi. Trên đầu nó có hai cái sừng nhọn hoắt, trông gớm ghiếc quá. Này này, có việc gì mà cậu chạy học tóc thế? À, thì ra nhầm. Hôm trước mẹ bảo bạn Hưu rất hiền, lại tốt bụng nữa. Thế ra Hưu đấy à? Sao bạn hỏi lạ thế? Tớ không phải là Hưu thì là gì? Bạn đi đâu đấy? Ấy, may quá. Tớ cứ tưởng gặp sói cơ. Sói ư? Không, tớ không phải sói. Sói có cái đuôi dài lông xù.
tớ biết rồi, tớ phải đi tiếp đây. Ơ, cái cậu này. Cậu chạy về nhà đi, để tớ đánh lừa con sói cho. Mày sẽ biết tay ông. Làm trưởng của ông biết mồi ngon là thế kia. Ngươi không bắt được ta đâu, sói già. Lại để nó thoát mất rồi. Có chuyện gì vậy con? Con gặp sói mẹ ạ. À, nhưng con không nhận ra nó. Trời ơi, con không sao chứ? Về con. May nhờ cô thỏ nào cứu nên con không sao. Sói mà con không nhận ra ư? Thế mà lúc nào con cũng bảo biết rồi, biết rồi. Từ nay trở đi, con sẽ lắng nghe lời chỉ bảo của mẹ và mọi người để nhận biết sói già. Con sẽ không nói biết rồi nữa đâu ạ. À. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.